Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Nga sơ tán tại Belgorod, Kyiv chờ liên minh thiết giáp. Hãng TASS ngày 19 tháng 3 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không của nước này đã bắn rơi một máy bay không người lái UAV của Ukraine ở vùng Belgorod và chặn một chiếc khác trên đường đến thành phố Voronezh ở phía nam. Theo thông cáo, những nỗ lực của chính quyền Kyiv nhằm tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào đêm 18 tháng 3 nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Thị trưởng Voronez Vadim Stenin cho biết kính trên các bàn công của hai khu dân cư và một số ô tô đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng UAV ở Voronez, nhưng không có người thiệt mạng. Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 3 cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu và tiêu diệt hai nhóm phá hoại Ukraine gần biên giới ở vùng Belgorod và Kursk của Nga. Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho hay khoảng 9.000 trẻ em sẽ được sơ tán khỏi thành phố Belgorod và một số huyện ở vùng này do Ukraine pháo kích. Nhóm đầu tiên gần 1.200 trẻ em sẽ được sơ tán vào ngày 22 tháng 3. Theo trang The Kyiv Independent, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vùng Belgorod bị tấn công bằng rocket từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 3, gây thương vong đối với dân thường. Ukraine thường không bình luận về các cuộc tập kích mà lực lượng nước này bị cáo buộc tiến hành trên đất Nga. Trong khi đó, giới chức địa phương Ukraine ngày 19 tháng 3 cho hay các cuộc tấn công của Nga tại Ukraine khiến 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong ngày qua, bên cạnh nhà cửa và cơ sở hạ tầng dân sự bị thiệt hại. Nga đã nhắm mục tiêu vào tổng cộng 9 tỉnh ở Ukraine gồm Dnipro Petrov, Mykolaiv, Luhansk, Zaporizhia, Chernihiv, Kherson, Kharkiv và Donetsk. Thương vong được ghi nhận ở Kherson, Kharkiv và Donetsk. Nga chưa bình luận về diễn biến trên nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường Ukraine. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 3 cho hay, lực lượng này đã giành quyền kiểm soát làng Olivka ở Donetsk, cách thị trấn Avdiivka 9,5 km. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay các binh sĩ nước này đã đẩy lùi chín đợt tấn công của phía Nga tại khu vực ven làng Olivka. Tình báo Nga cáo buộc Pháp chuẩn bị đưa 2.000 quân đến Ukraine. Nga cảnh báo bất cứ lực lượng nào của Pháp hiện diện ở Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của Moscow. Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR Sergei Naryshkin ngày 19 tháng 3 nói rằng Pháp đang chuẩn bị đưa lực lượng quân sự vào Ukraine. Theo thông tin SVR nhận được, Pháp đang chuẩn bị gửi một đội quân đến Ukraine và tất cả đã sẵn sàng, ban đầu dự kiến khoảng 2.000 quân, ông Naryshkin cho hay. Người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga cho biết, quân đội Pháp lo ngại rằng một đơn vị quân đội lớn như vậy không thể đóng quân ở Ukraine mà không bị chú ý. Ông cảnh báo lực lượng quân sự Pháp hiện diện ở Ukraine sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga. Hãng trước, sau cuộc họp với lãnh đạo các nước đồng minh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết họ đã thảo luận về phương án đưa quân đến Ukraine. Ông nói mặc dù các bên chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này, song phương Tây không loại trừ bất cứ khả năng nào. Một loạt lãnh đạo các nước đồng minh sau đó đã lên tiếng bác bỏ ý tưởng đưa quân vào Ukraine, cho rằng đây là ý tưởng nguy hiểm, có thể dẫn đến xung đột trực tiếp Nga-NATO và thậm chí Thế chiến thứ ba. Tôi nghĩ binh sĩ NATO không nên vào Ukraine, đó sẽ là sai lầm. Chúng ta cần giúp Ukraine tự vệ, nhưng việc đưa quân vào nước này để chống lại Nga đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra Thế chiến thứ ba, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani hôm 15 tháng 3 cảnh báo. Mặc dù vậy, ông Macron vẫn giữ quan điểm. Về việc điều quân tới Ukraine, tôi đã nói rằng không có gì có thể loại trừ được. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đang có kế hoạch triển khai lực lượng Pháp tới Ukraine trong tương lai gần. Chúng tôi đang mở một cuộc thảo luận và đang cân nhắc mọi thứ có thể để hỗ trợ Ukraine, trước hết là lãnh thổ Ukraine. Trả lời phỏng vấn Lê Barisson hôm 15 tháng 3, ông tiếp tục nhấn mạnh, có thể đến một lúc nào đó tôi không muốn và cũng sẽ không chủ động trong việc này chúng ta sẽ phải tiến hành các chiến dịch trên thực địa bất kể đó là gì để chống lại lực lượng Nga. Ông Alexander Mikhailov, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Chính trị Quân sự, một tổ chức tư vấn về các vấn đề an ninh của Nga, nhận định Pháp sẽ không đưa quân đội chính quy đến Ukraine. Thay vào đó, theo ông, Pháp sẽ lập ra một lực lượng để liên tục bổ sung cho các đơn vị lính đánh thuê đang hoạt động ở Ukraine mặc dù vậy, bộ quốc phòng pháp nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng binh sĩ nước này đã có mặt ở ukraine hay pháp có ý định gửi quân tham gia chiến sự ở quốc gia đông âu này. ngoại trưởng pháp stéphane sejourné -Nê nêu rõ quan điểm chúng tôi chưa bao giờ vượt qua ranh giới trong cuộc xung đột ở ukraine và chúng tôi sẽ không vượt qua nó. thông điệp của pháp gửi tới nga là hoàn toàn rõ ràng. paris sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho kiev. nato bắt đầu xây căn cứ lớn nhất châu âu gần biển đen Romania đã bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự lớn nhất của NATO ở châu Âu trị giá 2,7 tỷ USD. Theo tạp chí Newsweek hôm 18 tháng 3, Romania đã bắt đầu hoạt động mở rộng căn cứ không quân số 57 hiện tại của không quân nước này ở sân bay Mihan Koganiseu, dự án xây dựng trị giá 2,7 tỷ USD. Sau khi mở rộng, cơ sở mới sẽ có quy mô bằng một thành phố nhỏ, nằm trên khu vực rộng gần 3.000 hecta và sẽ là căn cứ quân sự lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở châu Âu. Căn cứ này tọa lạc tại thành phố cảng Constanta, nằm bên bờ biển phía Tây Biển Đen. Cơ sở mới sẽ có đường băng, nhà chứa máy bay quân sự, kho vũ khí với sức chứa 10.000 binh sĩ NATO cùng gia đình họ. Romania từ lâu là trung tâm quan trọng hỗ trợ các hoạt động của Liên minh quân sự NATO ở Biển Đen. Hàng ngàn binh sĩ Mỹ di chuyển qua Romania để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và an ninh kể từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Cuối tuần trước, kênh News tường thuật hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản của căn cứ mới, chẳng hạn đường xá và lưới điện đã bắt đầu. Một số đường băng mới dự kiến được xây dựng để hỗ trợ nhiều loại máy bay quân sự hoạt động. Ông Nikola Retu, chỉ huy căn cứ không quân số 57, cho biết căn cứ mới sẽ có nhà chứa máy bay, kho nhiên liệu, đạn dược, thiết bị, vật liệu kỹ thuật, hàng không, thiết bị mô phỏng, cơ sở cung cấp thức ăn, chỗ ở, những thứ cần thiết để hỗ trợ các hoạt động và nhiệm vụ của căn cứ với quy mô như thế này. Romania đang hướng tới hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh trong NATO, đặc biệt là Mỹ, khi Biển Đen ngày càng trở thành nơi đối đầu giữa Ukraine và Nga, cũng như giữa Moscow và các đối thủ phương Tây. Romania được coi như điểm tựa của sườn phía đông NATO. Lo sợ bị tấn công, Ukraine khẩn trương sơ tán dân Kharkov. Kênh Maps đưa tin trong hai ngày qua, chính phủ Ukraine đã thông báo sơ tán 55 khu định cư ở tỉnh Kharkov nằm gần biên giới Nga cùng với lệnh sơ tán được ban hành vào tháng 8 năm ngoái. Tổng số khu định cư thuộc diện nguy hiểm đã vượt quá 100 địa phương dân số khu vực này liên tục bị suy giảm do sự gia tăng các hoạt động quân sự. Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói về một chiến dịch của Moscow ở Kharkov, nhưng chắc chắn rằng Bộ Chỉ huy Ukraine nhận thức được mối nguy hiểm do việc lực lượng đối phương tập trung ở bên kia biên giới, trong khi các vị trí của họ ở sườn phía đông đang dần suy yếu do hậu cần ngày càng tồi tệ. Vì lý do này, lực lượng Ukraine ở khu vực này sẽ được tăng cường các tuyến phòng thủ và một số đơn vị mới. Nga giành thắng lợi chiến thuật ở Zaporizhia Nga giành thắng lợi chiến thuật ở Bakhmut và Zaporizhia Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Moscow đã đẩy lùi mọi nỗ lực của các nhóm vũ trang thân Ukraine nhằm vượt qua biên giới ở khu vực Belgorod và Kursk. Đồng thời, họ cũng bắn hạ được tất cả các tên lửa mà Ukraine phóng vào lãnh thổ. Để đáp lại những hành động khiêu khích, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát làng Mine gần Guliapole ở mặt trận Zaporizhia. Kênh Riba cũng xác nhận sự kiện quan trọng này và cho biết thêm rằng bất chấp các cuộc phản công của Ukraine, lực lượng Moscow vẫn giữ vững vị trí của mình. Với thắng lợi này, lực lượng Moscow dần áp sát tuyến đường cao tốc T-0814 nhằm cắt đứt huyết mạch hậu cần của Ukraine tới thành phố Guliapole một trong những cụm cứ điểm phòng thủ quan trọng ở Nam Zaporizhia. Bên cạnh đó, cũng có tin Nga đã giành quyền kiểm soát làng Ivanivske Krasnoe ở phía tây Batmut. Nếu tin này là chính xác, lực lượng Moscow đã giành được thắng lợi chiến thuật quan trọng, mở toan cánh cửa thép chốt giữ phía đông Chashoya để tiến hành bảo vệ thành phố trên cao. Phóng viên quân sự Evgeny Lysitsin đưa tin tại khu vực Avdiivka, Ukraine tiến hành các cuộc phản công ở làng Bedici. Những trận chiến khốc liệt tiếp tục diễn ra ở Tonenkoje và Olivka. Tình hình ở Bevomaisky vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, Kenryba cho biết lực lượng Moscow đang tiến sâu hơn vào Bevomaisky. Bước tiến của họ được chứng minh bằng các cảnh quay cho thấy đội hình của Ukraine rút lui. Phóng viên Lysitsin cho biết, tại mặt trận Zaporizhia, trong khu vực gần Orekhov, lực lượng Moscow đã tiến được về phía trung tâm Rabotino. Trong khu vực Vebovoye diễn ra những trận chiến ở khu vực rameski tình hình vẫn ổn định và không có thay đổi đáng kể tại batmut giao tranh tích cực vẫn tiếp diễn khi quân nga tiếp tục tấn công vào podanovka và các trận chiến giành vị trí diễn ra ở khu vực rasnoje Ivaniske và kleshivka giao tranh biên giới có nhiều diễn biến mới Kênh Riba đưa tin, trong ngày thứ Sáu liên tiếp, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực biên giới thuộc vùng Belgorod, nơi lực lượng thân Ukraine không ngừng cố gắng đột nhập vào lãnh thổ Nga. Các nhóm vũ trang Ukraine vẫn đang hoạt động trong khu vực Kozinka, nơi mà vào thứ Năm 14 tháng 3, họ thậm chí còn cố gắng chiếm lấy bằng cách đột kích thẳng đứng bằng trực thăng. Hiện tại, cuộc giao tranh diễn ra ở vùng ngoại ô phía Tây của khu định cư. Lực lượng Ukraine được hỗ trợ bởi không quân lục quân, phóng rocket, không điều khiển tới các vị trí của Nga. Một trong những cuộc xuất kích này kết thúc với việc lữ đoàn súng trường cơ giới 138 đã phát hiện và bắn hạ một chiếc Mi-24 của Ukraine bằng tên lửa phòng không vác vai V-3. Nó rơi gần lạng Lukashovka. Bộ tổng tham mưu Ukraine đối phương tấn công nhiều nhất ở Avdiivka và Novopavlovsky. Uranska Rapda đưa tin, báo cáo tối ngày 17 tháng 3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật, đối phương đã 25 lần cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine theo hướng Nova Palos ở Abdiivka. Lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 11 đợt tấn công của đối phương. Báo cáo có đoạn, trong ngày 63 cuộc đụng độ quân sự đã ghi nhận, Tổng cộng, đối phương đã phóng 7 tên lửa và tiến hành 55 cuộc không kích, đồng thời thực hiện 62 cuộc tấn công từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Kubinas, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novobaslov, Marinka, Orykov, Zaporizhia và Kherson. Trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 6 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, trang bị của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng hai khu vực tập trung quân Nga, báo cáo viết. Ông Putin tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự và tạo vùng đệm. Đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ông sẽ theo đuổi chiến dịch quân sự ở Ukraine Và tăng cường lực lượng vũ trang trong nhiệm kỳ mới của mình Ông Putin nói rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu được cho là cao Trong cuộc bầu cử có liên quan đến các sự kiện kịch tính mà đất nước đang trải qua Ông nói một cách đầy hoài nghi, đề cập đến cuộc tấn công vào Ukraine Chúng tôi buộc phải bảo vệ lợi ích của công dân mình bằng vũ khí trong tay theo đúng nghĩa đen Nói về những thách thức trong nhiệm kỳ mới của mình, ông chủ Điện Kremlin cho rằng cần phải giải quyết các nhiệm vụ của các hoạt động đặc biệt, tăng cường khả năng phòng thủ và lực lượng vũ trang. Ông Putin không loại trừ khả năng đến một lúc nào đó, Moscow sẽ buộc phải tạo ra một vùng đệm ở Kharkov. Độ sâu của nó sẽ lớn đến mức các loại vũ khí hủy diệt, đặc biệt là vũ khí của nước ngoài sẽ khó có thể vượt qua được. 12 nhà máy lọc dầu của Nga bị Ukraine tấn công gần đây Kyiv Independent cho biết, một nguồn tin nói rằng các UAV của cơ quan an ninh Ukraine SBU gần đây đã tấn công vào 12 nhà máy lọc dầu ở Nga, bao gồm cả vụ tấn công rạng sáng ngày 17 tháng 3 vào một nhà máy lọc dầu ở Slavyansk on Kuban ở Krasnodar Krai. Theo nguồn tin, SBU đã thực hiện cuộc tấn công gần đây nhất cùng với lực lượng tác chiến đặc biệt và lực lượng hệ thống không người lái. Theo kênh tin tức Baza của Nga, người dân Slavians on Kuban cho biết đã nghe thấy tiếng nổ trong thị trấn và nói rằng một nhà máy địa phương đang bốc cháy. Ít nhất một công nhân nhà máy lọc dầu đã thiệt mạng. Vụ cháy rất có thể là do cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Người dân địa phương nói với kênh tin tức Ostrozono rằng một nhóm hơn 5 UAV đã tấn công cơ sở này. Trong những tuần qua, lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm gây thiệt hại cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu ở các tỉnh Samara, Ryazan, Kaluga, Nizhny, Novgorod và Leningrad. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu thăm hạm đội Biển Đen trong chuyến thăm hạm đội Biển Đen, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogun ngày 17 tháng 3 đã ra lệnh tăng cường huấn luyện và bổ sung vũ khí để đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine vào hạm đội này. Ông ra lệnh cần phải tiến hành huấn luyện hàng ngày với nhân sự, huấn luyện để đẩy lùi các cuộc tấn công trên không và tấn công bằng xuồng không người lái. Ông cũng yêu cầu lắp đặt thêm vũ khí, hệ thống súng máy cỡ nòng lớn để tiêu diệt phương tiện không người lái của Ukraine. Hạm đội Biển Đen của Nga có trụ sở đặt tại Prum đã nhiều lần bị Ukraine tấn công kể từ khi xung đột bùng nổ. Các cuộc tấn công bao gồm vụ đánh chìm tàu tuần dương chủ lực Moscow vào tháng 4 năm 2022 và một cuộc tấn công tên lửa vào trụ sở của hạm đội ở Prum gây ra thương vong. Theo quân đội Ukraine, khoảng 30% hạm đội Biển Đen đã bị vô hiệu hóa tính đến đầu tháng 2 năm 2024. Gần đây nhất, ngày 5 tháng 3, tình báo quân sự Ukraine đưa tin đã phá hủy tàu tuần tra Sergei Kotov của Nga. Tây Ban Nha, hòa bình ở châu Âu đang bị đe dọa. Trong một cuộc phỏng vấn với báo La Vanguardia, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles đã kêu gọi người dân nước mình liên quan đến việc Tổng thống Vladimir Putin nói có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Bà Robles nói, Ngày nay, một tên lửa đạn đạo từ Nga có thể dễ dàng vươn tới Tây Ban Nha. Tôi muốn kêu gọi xã hội Tây Ban Nha vì đôi khi tôi có ấn tượng rằng chúng ta không nhận thức được mối nguy hiểm to lớn đang tồn tại vào lúc này. Và không chỉ ở Ukraine mà còn ở Gaza và Sahel, nơi tôi rất bi quan về tình hình. Về yêu cầu tái vũ trang Liên minh châu Âu của một số nhà lãnh đạo của Liên minh này, Bộ trưởng Robles lập luận rằng mối đe dọa là toàn diện và tuyệt đối người ta chỉ cần nghe những tuyên bố mới nhất của putin trong đó ông nói về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân châu âu phải nhận ra rằng mối nguy hiểm đang ở rất gần đây không phải là một giả thuyết thuần tí mà là có thật các nước giáp biên giới với nga nhận thức rất rõ điều này có lẽ những người sống ở miền nam chúng tôi không có nhận thức như vậy bà nói đồng thời nhấn mạnh tây ban nha sẽ tiếp tục làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ ukraine Thủ tướng Estonia Kaja tuyên bố rằng Tổng thống Putin đang cố gắng đe dọa các xã hội phương Tây để kiềm chế hành động của họ. Nhưng trên thực tế, bản thân ông ấy cũng lo ngại một cuộc chiến với NATO. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nói với nhà báo Mỹ Tucker Carlson trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 9 tháng 2 rằng Moscow không có ý định tấn công các quốc gia thành viên NATO và sẽ chỉ trả đũa nếu bị tấn công trước. Tổng thống Putin nói, các nước phương Tây đang cố gắng đe dọa người dân của họ bằng mối đe dọa tưởng tượng từ Nga. Ông nói thêm rằng những người thông minh hiểu rất rõ rằng điều đó là sai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.